Chào mừng nhóm năm dòng kẻ và quý vị khán giả đến với chương trình Đêm của Sao. Đến với chương trình Đêm của Sao, quý vị sẽ được gặp gỡ và giao lưu với những ngôi sao mà mình yêu thích. Những khách mời đặc biệt của chúng ta sẽ gửi tặng quý vị những tiết mục bất ngờ và thú vị. Và vừa rồi nhóm năm dòng kẻ đã mang đến cho quý vị và các bạn một ca khúc thật hay cũng như màn trình diễn thật ấn tượng, phải không ạ? Chúng mình là năm dòng kẻ với Lan Hương, Bảo Lan, Thùy Linh, Hồng Ngọc. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào. Xin chào nhóm năm dòng kẻ. Năm dòng kẻ này, mỗi lần Hồng Ánh và Chi Bảo được nhìn thấy các bạn biểu diễn trên sân khấu hoặc là trong các chương trình truyền hình, lúc nào cũng thấy các bạn xuất hiện với một phong cách rất là mới lạ. Mới lạ trong phong cách biểu diễn và thậm chí là trong cả trang phục trình diễn nữa. Đấy có phải là một lời khen không ạ? Đó là một lời khen rồi. Nhưng mà ta nói được cái lợi này nhưng mà nó cũng có mất cái kia. Không biết là các bạn có thấy vậy hay không? Mình xuất hiện ra nhiều, có nhiều cái mới mẻ khán giả rất là thích, đúng không? Nhưng mà không biết là nó có khó gì không khi mà khán giả định hình một phong cách cho nhóm năm dòng kẻ.
Trước tiên là phải xin cảm ơn lời khen, dù không biết là đằng sau lời khen đó là thật hay là đùa. Nhưng mà thực ra thì Năm Dòng Kẻ cũng rất là phấn khởi, nhưng mà cũng như anh Chi Bảo nói là ngược lại với cái chuyện đó thì Năm Dòng Kẻ cũng phải đầu tư rất là nhiều, đầu tư để làm sao mỗi lần mình xuất hiện mình phải có cái mới lạ về trang phục, mình phải đầu tư chất xám cho mỗi tác phẩm mình đưa ra, cho nên là cũng rất là vất vả khi mà mỗi lần mình trình làng những ca khúc mới. Thế là cố gắng lắm ạ, vừa phần nghe và vừa phần nhìn. Mình được biết là tính đến nay thì các bạn đã thành lập là được 7 năm rồi đúng không? Một khoảng thời gian có thể nói là khá dài. Vậy là Năm Dòng Kẻ có nghĩ là thời gian đó mình đã đủ khẳng định cái thương hiệu của Năm Dòng Kẻ chưa? Nếu mà nói chính xác từ những cái manh nha ban đầu ấy thì cũng phải gần 10 năm rồi. Thế thì Năm Dòng Kẻ suy nghĩ là không biết đủ hay không trong âm nhạc, cũng như tất cả những cái vấn đề nghệ thuật. Ví dụ như chị Ánh hay là anh Chi Bảo đã là những người rất là nổi tiếng, nhưng mà nếu được hỏi câu hỏi đấy thì không biết mọi người sẽ trả lời như thế nào chứ bọn em. Năm Dòng Kẻ cũng cảm thấy là rất là hạnh phúc. Trước tiên là hạnh phúc, thứ nhất là được khán giả ủng hộ tất chính những cái sáng tác của chúng em, và chúng em luôn luôn có khán giả bên cạnh những cái sáng tạo của mình. Những cái dòng như acapella hay là acoustic hay là gần đây nhất là music thì đều rất là được nhiều cái sự ủng hộ, thì đấy là một cái niềm hạnh phúc của bất cứ nghệ sĩ nào. Đã có hạnh phúc là có hết rồi phải không ạ? Vậy coi như 10 năm qua các bạn có điều gì thay đổi không? Ôi thay đổi nhiều, thay đổi lắm nhiều. Chứ ạ. À, trước mắt là số thay đổi cơ bản, những điều gì thay đổi cơ bản? Rồi. Em nói. Dạ, mời bạn. Mời bạn nói. Em vào sau Năm Dòng Kẻ, nhưng mà em thấy một cái điều lớn nhất mà mang lại rất là nhiều khó khăn và vất vả cho các bạn đi trước, đó là riêng về những thành viên để có được những Năm Dòng Kẻ ngồi hôm nay ổn định thì có lẽ là phải làm được 2 Năm Dòng Kẻ nữa rồi. À. Và cái điều đấy thì là gây rất là nhiều khó khăn cho mình phải sáng tạo, vì tại sao nếu mà mình không ổn định về nhân sự thì mình không thể làm nên được một cái gì cả. Hồng Ngọc là người vào sao vậy, có bị ăn hiếp không vậy? Dạ không có. Mình có thể nhắc qua cái một trong những thành viên đầu tiên của nhóm Năm Dòng Kẻ, đó là Giáng Son đúng không? Và Lan Hương nữa. Lan Hương. Thì theo như anh biết là mình có 5 bạn, nhưng vì sao hiện nay bây giờ còn 4? Rất tiếc là Giáng Son không cùng với nhóm được nữa, bởi vì Giáng Son có một cái sự lựa chọn riêng, đó là tách ra để làm giảng viên của trường sân khấu điện ảnh, cho nên là sẽ không còn đủ thời gian để mà cùng theo bước với Năm Dòng Kẻ khi lập nghiệp tại một nơi xa nhà nữa, cho nên là Giáng Son quyết định là rời nhóm. Nhưng mà cùng với Giáng Son thì có Lan Hương, là những người mà đã sáng lập ra Năm Dòng Kẻ cho nên là vẫn tồn tại được tới bây giờ. Tất cả những thành viên khi mà gia nhập vào Năm Dòng Kẻ thì gần như là đều phải đăng ký hộ khẩu qua Lan Hương. Nói như vậy có nghĩa là Giáng Son thì định cư lại Hà Nội và các bạn thì quyết định vào Sài Gòn để lập nghiệp. Thì cái sự thay đổi ở một cái vùng đất mới mà cái môi trường âm nhạc đầy sự cạnh tranh như vậy, nó có gặp những cái khó khăn hay cái thuận lợi gì cho nhóm Năm Dòng Kẻ không? Bạn nào nói chung khó khăn cũng nhiều nhỉ. Thời gian đầu thì Năm Dòng Kẻ tụi em không có ý định là mình sẽ định cư hẳn đâu, mà mình cũng muốn rằng là mình vào mảnh đất và thử sức thôi, làm một cái album với những cái ca khúc mà Năm Dòng Kẻ đã từng tâm huyết nhất. Rồi sau đó mỗi người sẽ có một con đường riêng. Ai lấy chồng thì lấy. Ai lấy chồng thì lấy, mà ai ế thì ế. Mà cuối cùng vô thấy làm ăn cũng được quá. Có thể là một phần là làm ăn được ạ. Và cái thứ hai, nếu mà nói nghiêm túc thì thực sự là sau cái Vol 1 của Năm Dòng Kẻ ra đời thì